Nổ tranh cãi về việc Huawei dùng ảnh có sẵn để thay thế ảnh chụp mặt trăng Mới đây, Wang Zheqi, một blogger công nghệ người Trung Quốc đã tạo nên một cuộc tranh cãi mới trên mạng xã hội Trung Quốc khi cho biết đã phát hiện ra điều bất thường ở P30PZO chụp ảnh mặt trăng cũng như đánh lửa hệ thống trí tuệ nhân tạo trên P30PZO bằng chụp lại hình ảnh của mặt trăng trên màn hình máy tính, trong điều kiện bóng tối Sau nhiều lần thử nghiệm, Wang Zheqi phát hiện ra rằng thay vì chụp ảnh mặt trăng thực sự Chế độ Moon mode sử dụng những hình ảnh mặt trăng sẵn có trước đó và đã thêm các chi tiết vào để tạo ra hình ảnh mà người dùng tưởng rằng là mình đã chụp. Ngay sau phát hiện trên, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ bởi trước đó Huawei thông tin rằng hệ thống 4 camera Leica, tính năng ZOOM 5X và 50X trên chiếc điện thoại HUA-EIP30PZO có khả năng chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp của mặt trăng. Sự nghi ngờ xuất phát từ tính năng AI của HUA-EIP30PZO. Tính năng này sẽ tự động bật chế độ moon mốt khi người dùng đưa máy lên để chụp mặt trăng. Nó được thiết kế nhằm mục đích cung cấp đến người sử dụng những bức ảnh rõ nét và đẹp nhất. Chính lý do đó khiến cho nhiều người khác cũng bắt đầu thử nghiệm để xem thực sự phát hiện này có thực tế không. Một blogger Xiao Keyun Xi si, người Trung Quốc đã làm một bài test tương tự trên trang của mình trong lần test đầu tiên của mình. Xi si so sánh hai tấm chụp ảnh mặt trăng của mình với một tấm là có bật chế độ AI và một tấm không bật khi chụp. Sau đó. Di làm tiếp lần test thứ hai bằng cách chụp một cái bóng đèn bằng chế độ moon mode để kiểm tra thử xem là thuật toán AI có dựng lại bức ảnh mặt trăng không. Nếu chi tiết của mặt trăng được thêm vào bức ảnh của bóng đèn, điều đó có nghĩa Huawei đã thực sự thêm vào các chi tiết để thuật toán AI của họ sử dụng hình ảnh mặt trăng mà nó đã được học từ trước để thêm vào và thay thế bức ảnh thực của người chụp. Nhưng ngược lại, nếu bức ảnh chụp bóng đèn không có điểm gì giống với mặt trăng khi được chụp bởi chế độ moon mode, thì điều đó có nghĩa là chế độ chụp moon mút của thuật toán AI thực sự không hề thay thế ảnh chụp mặt trăng của người dùng như những lời cáo buộc trước đó từ trang i cn Lần test thứ hai của blogger Trung Quốc Xiao Qianxi để kiểm chứng xem liệu camera có sử dụng mánh khóe tự động bật chế độ moon mút khi chụp cái bóng đèn hay không. Trong kết quả của bài test thứ hai, anh này cho biết bức ảnh chụp cái bóng đèn thực sự chỉ là cái bóng đèn chứ không hề được thêm thắt bất cứ chi tiết gì để làm cho nó trông giống như ảnh của mặt trăng thật. Sự việc này hiện vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi và cộng đồng người dùng máy P30PZO cũng đang bắt tay vào thử nghiệm tại Trung Quốc. Theo thông tin phản hồi từ Huawei, hãng này cho biết, chế độ chụp mặt trăng, Moon Mode, cũng hoạt động theo nguyên tắc giống như các chế độ AI khác, giúp nhận ra và tối ưu hóa các chi tiết trong ảnh để người dùng có thể chụp lại những bức ảnh đẹp hơn. Chế độ chụp bằng AI không thể thay thế hình ảnh đang được chụp thành một hình ảnh khác bởi điều đó sẽ đòi hỏi một dung lượng lưu trữ lớn không tưởng do chế độ AI này có thể nhận diện tới hơn 1.300 vật thể và phong cảnh. Dựa trên các nguyên tắc máy học, máy ảnh nhận ra một vật thể và phong cảnh và giúp tối ưu hóa tiêu cự và phơi sáng để tăng cường các chi tiết của vật thể và phong cảnh đó như hình dạng, màu sắc và các điểm sáng trên ánh sáng yếu. Huawei cho biết tính năng chụp bằng AI có thể được bật hoặc tắt dễ dàng trong khi chụp ảnh. Người dùng hoàn toàn có thể chụp ảnh mặt trăng mà không cần bật chế độ AI nhờ có ống kính kính tiềm vọng. Gia Linh